thời điểm giá tốt cho anh em uh, sắm sửa cũng như là anh em uh, có nhu cầu nâng nâng cấp đời ống nhòm lên để cho cái vụ ong uh, sắp tới 2024 và giá cũ của em này là hạ 4 triệu 500 nghìn đồng và hiện nay giá đang uh, số em sẽ giảm ngay 300 nghìn đồng giá còn 4 triệu 200 nghìn đồng cho các anh em nào có nhu cầu sử dụng mẫu ống nhòm uh, 326 FT đây là mẫu bản cao cấp của hãng EK rất là đẹp anh em nhé tất cả cái mẫu nhòm này thì trong cái thời gian vừa qua cũng như thời gian vừa qua săn nong thì các anh em ba miền sử dụng mẫu nhòm này đã được đánh giá rất là cao về cái chất lượng hình ảnh cũng như là cái tầm giá của em này với cái tầm giá của em này hơn 4 triệu đồng thì đây cũng là một trong những phân khúc giá của mẫu nhòm mà được sự lựa chọn hàng đầu và mang lại chất lượng với cái tầm giá đem lại của mẫu nhòm 36 FT này thì không phải là không không hề không hề thấp anh em nhé được đánh giá rất là cao về cái chất lượng soi nhìn Về cái hình ảnh test thì có thể anh em xem vào kênh và xem qua các cái video trước mà shop mà shop mình đã đăng tải lên để cùng các anh em test ở trên các video thì đây là mẫu nhòm sáu ft 10 x 42 rất là đẹp anh em nhé và đây là mẫu nhòm được rất nhiều các anh em trong dưới săn ong lựa chọn về cái 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 về cái mẫu nhòm để săn ong cũng như là đem lại hiệu quả rất là tốt trong trong khi sử dụng và với nhà cây thì em cũng đánh giá rất là cao về cái thân vỏ của nhà cây này thân vỏ của nhà cây thì nó sẽ vỏ bằng thân một thân bằng hợp kim dê một trong thân hợp kim uh, kim loại cũng là rất là đắt đỏ và để sử dụng cho trong ống nhòm và bên ngoài thì được bao bọc vỏ cao su non như này để cho anh em uh, anh em cầm sẽ không bị trơn trượt Đó. và chống nước của, của em này lên đến IPX8 anh em nhé đối với mẫu bản cao cấp này chống nước lên IPX8 và chống nước tuyệt đối cho anh em sử dụng và được bảo hành lên tới 2 năm và kèm theo thẻ bảo hành về cho các anh em và anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán về kính thì rất là đẹp rất là trong trọng lượng của em này là 8, 800 g với trọng lượng cũng rất là nhẹ cho anh em mang theo và đây là phân khúc mà cũng như là cái mẫu ống nhòm ống thẳng để cho anh em ta khi sử dụng là cầm đi được tiện lợi nhất và cũng như là nhỏ gọn nhất khi sử dụng chắc chắn là cái chất lượng của trong tầm giá hơn 4 triệu thì đây là cái phân khúc mà đây là phân khúc lựa chọn hàng đầu rồi. Anh em có thể liên hệ với số em theo số, số, điện thoại là chín và 6168 rồi số em sẽ ship hàng tận nơi cho anh em nhé. Và anh em có thể kết kết bạn Zalo, số điện thoại em ghi mà dưới màn hình để nhận các cái báo giá cũng như là cái hình ảnh gửi trực tiếp đối như anh em đang xem qua YouTube. Còn các anh em đã có Zalo hoặc là anh em kết bạn đã qua Facebook thì em có thì thì là sẽ có hình ảnh qua, gửi qua Messenger. Và số em tại thành phố Bắc Ninh, anh em anh em nào đang ở gần khu vực thành phố Ninh em có thể là trong bán kính khoảng 10 cây số em có thể ship tận nơi nếu như anh em bận và nếu anh em rảnh thì có thể là qua nhà chơi uống nước và test test nhìn một số cái mẫu nhòm khác của bên shop em rất là đẹp cầm rất là cầm rất là chắc chắn rất đẹp anh em nhé đây là mẫu nhòm được rất nhiều các anh em tin dùng từ cái thân vỏ nó rất là đẹp rất là long lanh rồi anh em về cơ bản chủ yếu là mình sử dụng giữ gìn giữ gìn và thường xuyên bảo quản và thường xuyên vệ sinh cũng như là lau chùi thì nó sẽ mới của bền tại người anh em hạn chế cho hạn chế quăng quật với lại khi đi về là bụi bặm anh em tay chân này, anh em quăng giữ sạch sẽ thì nó sẽ ống nhỏ của mình sẽ lúc nào luôn luôn như mới sẽ sẽ bền theo bền theo bền theo thời gian một video rất ngắn em xin dừng từ đây và với uh, với mẫu nhòm này thì uh, giá công khai của số là 4 triệu 200 nghìn đồng anh em nhé. Đó, anh em đang có nhu cầu sử dụng mẫu nhòm thì liên hệ cho em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau.